này là cái khu vực biên giới giáp với lại Mexico. Phó tổng thống của ông Bảy Đờn là Kamala Kari á, bà nhát quá, bà không dám đi tới biên giới, cho nên gia đình bác Tám phải phải đi dùm cho bà nè. Đây là tài xế nè, tài xế này cũng rành khu biên giới lắm nha, tài xế dẫn đường. Trước đó có hai con ngựa, thấy không? Turn left. Ta cưỡi ngựa đó, it's fun right? Bây giờ nó tới cái chỗ này, cái con gọi là Borderfield State Park. Tuốt ở trong kia mới tới cái biên giới của Mexico. Nó không có cho mình lái xe vô, mình phải đi bộ vô. Mình đi vô cái con đường này giống như là mình đi hiking á. Đây là cái bản đồ nè. Đi vô chút xíu là tới biên giới. Mình đang ở chỗ này nè. Đi thẳng phía trước là cái biên giới. Bên phía bên phần đất bên đây là Mexico. Người nào có đem theo chó thì người ta không cho đem vô nha. Nó nói trong đây là nó cấm con chó vô, với lại trong khu này nó có thể có rắn nha bà con. Đi vô đây đi hiking thì cẩn thận nha. Đây là cái khu vực biên giới giữa Mỹ với lại Mexico ở đằng trước đó đó. Mình đi hiking ở trong này không khí nó cũng mát mẻ, nhưng mà mấy người mà người ta đi vượt biên từ bên Mỹ người ta qua Mỹ á, người ta phải đi cái đường sa mạc xa lắm nha, cả trăm cây số người ta mới tới được biên giới đó. Mình đi vậy mình mới biết được là những người đi vượt biên á người ta khổ sở dữ lắm, người ta mới tới được Mỹ mà cũng khoảng hơn 30% số người ta chết dọc đường á. Mấy cái bông dại này mọc đẹp quá, ở trong đó là nguyên cánh rừng luôn á. Phía trước mặt mình á là cái tường biên giới giữa hai nước Mexico với lại Mỹ đó. Ở đây cũng không có gì hết trơn, ở đây toàn là đồng trống không à, rừng, chim chóc nó bay vòng vòng thôi, không có người không có ai hết. Ban ngày tới thôi chứ ban đêm ở đây chắc cũng không biết có nguy hiểm không. Nãy giờ chỉ thấy mấy chiếc xe của biên phòng Mỹ á, nó đi tuần tra vòng 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 á, giống như mình thấy ở trong TV á. Thôi tới đây thấy biên giới bên đó thôi được rồi, đó biên giới bên đó đó. Công viên sát biên giới giờ này nó đóng cửa rồi, nó không cho mình vượt qua bên đó, chỉ cho mấy người đi bộ vòng 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 chơi ở đây thôi. Có để cái toilet di động cho mình vô đó đi đi tiểu á, với lại cái chỗ này có nước nè để mình rửa tay. Trên đó là hai chiếc F-18 của Mỹ, nó đang bay tuần tra biên giới đó. Nó từ cái căn cứ San Diego nó bay ra. Bây giờ đang ở trong khu vực biên giới giữa Mexico với lại Mỹ. Phải order 3 ổ pizza bự nè. Wow, đứa nào ăn hết trơn rồi. Pizza ngon quá ha. Wow, gió tự động đóng cửa lại luôn. Cái này pizza gì đây? Này là pepperoni pizza. Cái này là vegetable and cái này thập cẩm này hả? Còn cái này là cheese, cheese pizza. Chương trình đi thăm biên giới là chấm dứt ở đây. Người nào thích đi hiking thì đi mấy cái đường trail á, mấy đường mòn á, rồng rắn ở đó thì đi qua biên giới, tới sát biên giới luôn, có bức tường ở đó chụp hình, coi bức tường mà ông Trump ông xây á. Cao cao đẩy mình nhìn từ xa đó, tới gần mới thấy rõ. Lấy cho miếng combo để đo cái đó ngon á, hấp dẫn á. Khỏi cần. Hit on this, it's recording right now. And it... Bánh này ngon á, nó mềm, nó mỏng dính rồi. Ngon. Này là combo. Mexican border is right that way. If you want like one mouth, you see the wall.